chồng mà toàn gọi đến mình. Mẹ nó đè mình kinh khủng. Đâu, anh cứ há ra cái nào nó vả cho cái đấy. 9 điểm thì nó cũng 9 điểm nó hơn Sơn. Liêng thì cũng thế. Nó đè đè. Đánh chốc đĩa thì gặp thằng Thước, gặp thằng Nghĩa. À, gặp Thanh. Đánh riêng thì là gặp Quỳnh. Ông không có chốc cái tối này đâu. Chơi. Thế chọc đĩa thì mẹ vì Thanh đe cho. Đâu. Đánh trả thế đấy. Đe không đe. Đập tết trả thế. Ông có đánh cái này mà ông Thanh đánh rồi. Đéo 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 chung cửa. Là nhé, các ông không Thanh này được. Đánh liếm thì là gặp thằng Vinh. Vinh là đe. Vinh nó bảo là nó không biết chơi mà mẹ. Thế thì ông đéo sống ông đéo xuống cái tổ đây thôi, đến đâu tổ tháp mà đánh. Đây con bị đen không đấy. Đen à? À đã bảo là chắc là rút bớt quân mỉ, siêu khả năng rút bớt quân luôn. Đầu, cánh đi này mới vượt về thôi. Có bọn anh sẽ phải cánh rơi về. Hết thì đến. Thanh này quay gì đấy? Quay em nó đâu đi xe. Không đi lên. Ai quay rồi.